Chào mừng mấy anh em đến với kênh Việt Đen Gaming nha. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người tới một cái game mới. Khởi đầu game của mình nó là cặp đôi hoàn cảnh lõi vàng nha mọi người. Thì bắt đầu game luôn mà thấy cặp đôi hoàn cảnh thì mình sẽ nghĩ tới cái phong bài đó là Talia, hay là cặp đôi chung với Seth và con Dũng Sĩ ha. Nautilus nó sẽ hất tung lên, mà Natila nó chỉ là ném thôi. Talia thì hoặc là mình sẽ kết tầm với Taric đi chung với con Soraka. Thì hai cái form bài mà đánh cặp đôi này nó khá hợp lý ha. Thì để bây giờ mình sẽ tùy chỉnh lại cái form bài đó đi. Thì mình vẫn đang muốn đánh nhất đó là con Talia đi chung với Seth và con Nautilus ha. Nó hơi dị hợp đó, tại vì hai con đó nếu như cặp đôi hoàn cảnh ở trên là tổng cộng 4 con đúng không? Nó hất tung lên là ở phía sau hai con Talia chỉ việc ném thôi. Thì cái combo nó khá là hay á. Không biết mấy anh em ai đã được chơi cái combo đó chưa nha. Rồi ok, mình up lên level 5 luôn nha. Cái sàn đấu này á, thì nó sẽ không cho lợi tức nha mọi người. Thay vào đó là mỗi game nó sẽ cho mọi người được 3 vàng thêm. Mỗi game mọi người có thể nhận khoảng 9 vàng vào đó, tầm đó. Nó sẽ không có lợi tức từ việc tích lũy nữa. Ông này gì đây? Surima hả? Có thể ông này đánh Surima đấu sĩ hay sao? Ông lấy luôn cái đũa phép. Rồi thì cái lỗi này á, thì mọi người vận dụng tối đa ha. Roll hoặc là up lên đủ cái cấp của mọi người nữa. Ái già, có luôn Talia. Bỏ vô luôn nha. Talia này mình kích hoạt cặp đôi hoàn cảnh là 2 cặp rồi. Thì cứ có cặp như thế nào á, mọi người cứ bỏ vào thôi. Ông này hơi mạnh nè. Có hai con Renekton 2 sao luôn. Có chó gác. Ông có cái ấn hư không á. Mạnh quá. Quá dữ. Talia mình phải lên 2. Rồi có hai con kích tầm đồ vô xíu là nó mạnh à. Thì cái mình đang cố gắng lên tầm khoảng level 6 mà roll mạnh luôn nha mọi người. Kiếm hết sức luôn. Để cho cái cặp đôi nó được hoàn chỉnh xíu là nó sẽ hợp lý à. Đó, chưa đủ lên cấp. Lên luôn nè, bỏ set vô. Đó, thì mình cứ tận dụng tối đa, mình quất luôn, không cần tích lợi tức cái game này mà. Tích lợi tức làm gì đâu. Mấy ông nào cứ để nhường tích lợi tức lên 50 vàng thì cũng như nhau à, tại lợi tức nó trả cho bao nhiêu hết á. Cùng lắm là nhích hơn tôi 1 vàng hay sao à. Nó không xi nhê gì nên mình mọi người cứ xả. Cái sàn này nó kiểu vậy á. Thì mình sẽ cố gắng tiếp tục roll nhẹ nhẹ và kiếm những con tướng mình cần ha. Đó. Talia lên. Rồi. Đó rồi, từ từ nó sẽ chuẩn cái phong bài của mình liền thôi. Hiện tại bây giờ ở trên mình đang đỡ hai con Milao nó tăng dần trên xíu. Tí nữa có Nautilus và con Seth mình sẽ thay vào nha. Thì cái phong bài chuẩn của đội này sẽ là 8 chép, 2 Nautilus, 2 Seth, 2 Talia, có thể là thêm hai con EF Crit Effect đúng không? Rồi thì hiện tại mình đang cũng cố gắng làm nhiều video lên cho anh em á. Anh em có góp ý gì thì cứ để lại ý kiến cho mình ha. Đây, group lên luôn. Mình đang cố gắng hoàn thiện những cái form bài meta chuẩn cấp S, cấp S cộng gì đó, hay là cấp A, hay những cái gì mà vừa mới update, mới hot, cái là mình sẽ up lên cho anh em. Thì anh em dành cho biết thời gian ra đăng ký kênh mình ha, giúp kênh mình nó phát triển lên thêm một tí nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó, set lên nữa nè. Hợp lý, hợp lý.
Đó, xét nữa kìa. Ui, được được. Nói chung tín hiệu RON như thế này là khá là ổn áp rồi đó. Cái phong bài của mình nó sẽ như thế đó. Thì hiện tại có nhiều anh em hỏi nhiều cái add-in mà mình chèn vào đây á, thì cái gì mình sẽ để lại dưới phần comment nha anh em. Anh em có hỏi gì thì cứ để lại ý kiến comment và yêu cầu mình làm những cái phong bài gì á thì cứ nhắn cho ha. Bành. Pháp sư đa chú cái mùa này á, rất là thịnh hành, ông nào cũng muốn chơi hết á. Thì hiện tại mình đang chơi cái lối chơi này luôn rồi, mình kết bài với mấy ông pháp sư đa chú luôn. Thì phiên bản 13.20B này á, pháp sư và phù thủy đang mạnh. Ồ, bản sao hoàn hảo nè, quá hợp lý luôn. Mấy ông mà chơi pháp sư đa chú thấy cái lỗi này là thèm lắm luôn á. Mà rất tiếc nó rơi vào tay của tôi rồi. Tuy rằng tôi không chơi thuần pháp sư đa chú, nhưng mà tôi đang chơi cái con Talia và con TF này cũng hợp lý rồi. Ai chà, có khi set lên 3 trước đó. Đó, cặp đôi hoàn cảnh kèm với bản sao hoàn hảo, quá hợp lý luôn. Đây, mặc dù cặp đôi hoàn cảnh của mình chỉ là lỗi vàng thôi nha mọi người, nhưng mà nó mang lại lợi thế khá là mạnh đó. Đây, hiện tại đang hàng chơi mình có hai con set nó auto. Nó auto như thế này thì hất tung lên hai Talia với sau chọc lên đẹp luôn. Giờ chỉ cần có Nautilus thay vô vị trí của con mới vừa nhắc luôn. Có Nautilus thay vô vị trí của Darius. Vì rồi bán đi. Rồi ok nha, thì giờ mình sẽ cố gắng cho Talia và set lên 3. Sau đó là mình sẽ up 7 luôn. Up 7 và mình sẽ kiếm thêm một con Nautilus bỏ vô hàng trên nữa là khá là hợp lý cho đội hình này luôn. Rồi sau khi mình sẽ dắt vàng hết những đội hình trên sàn và mình sẽ up lên level 8, kẹp thêm con Chitofax vào nữa là hợp lý luôn đội hình. Có 4 cái bản sao, đúng không? Cặp đội hoàn cảnh nó rất là ok luôn á. Talia kìa. Mình đang thiếu cái gậy nè. Biết lậm được con mực không? Nhưng mà lậm được con mực thì khá là hợp lý. Có luôn cho nó là cái găng bảo thạch. Ây chà. Thôi lậm Talia đi. Lậm nè. Hiện tại mình đang top 1 và có 92 máu. Có chuỗi tháng thứ 5 nha mọi người. Hay quá. Thì mình nghĩ khả năng cao là chuỗi tháng thứ 6 là khỏe luôn á. Rồi rồi rồi. Từ 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 từ. Chắc mình gấp bốc đồ cho Nautilus đi. Tí nữa đồ tăng thì mình sẽ bỏ cho con set hợp lý hơn. Nautilus thì random cũng được. Tại vì Nautilus nó không thuần một cái trường gì lắm. Mình cho nó bốc đồ để cho nó random cũng được. Bum, đó, thấy chưa? Cứ hất tung lên là hai con Talia nó ở hai bên nó bắn lên tia lên luôn. Một tí nữa đi, nó có đồ vô là nó khác lắm nha mọi người. Nó lên 3 xong rồi là nó có đồ là nó ném đau lắm. Hay là cô nàng ném đá dấu tay á, đúng không? Talia là thuộc chuẩn là ném đá dấu tay luôn á. Mấy ông kia đưa lên thì cô ả cứ ném đá xong rồi là không biết đi đâu ai ném. Ồ, hai con mực luôn. Quá dữ quá dữ. Cạnh tranh cặp đôi hoàn cảnh luôn. Nhưng mà sao được với cặp đôi hoàn cảnh này bạn. Đó, thấy chưa, ném kìa. Hợp lý lắm luôn nha. Cái meta này nó có từ mùa 9 nha mọi người. Mùa 9 và mùa trước cũng có luôn. Khi mà xuất hiện Talia ra là người ta đã chơi cặp đôi hoàn cảnh này rồi. Ôi, nó ra đồ đam và tăng hả? Chắc lắp cho set trước đi. Talia nào, set nào. Nói. Lên. Lên.
Căng nha, căng nha, căng. Lên. Ôi. Này này. Cuối cùng thì con Taleya nó cũng lên 3 rồi nè. Khóa còn Nautilus lại. Tại vì Nautilus cũng cần lên 3, Seth cũng cần lên 3 luôn. Ồ. Lắp đồ cho Seth nè. Hay quá. Tí nữa mà có cái kiếm này có thể mình lắp luôn cây huyết kiếm cho Seth luôn được. Nâng lên đi. Ồ, thấy chưa? Cứ con nào lên, con nào mà bay lên cái là hai con ném đá là đi liền. Cô nàng ném đá khám báo thạch. Quá hợp lý. Đúng không? Cái đội hình như này mà mình đánh thêm khả bảo thạch nữa thì đúng là quá là hợp lý cho cái game này luôn. Ok, Nico vô con set luôn. Đó. Bây giờ nha, hàng trên mình đang có mạnh hai ba con tanker rồi đúng không? Hàng dưới có thêm nữa. Đó, thuần luôn. Biết bao giờ mà mấy ông kia rọi được con set với con Nautilus của tôi đi được. Đó, nó hất tung lên là cứ cô nàng ném đá giấu tay. Quá chuẩn đội hình nha, mọi người có thể tham khảo nha. Cái này là đội hình meta chứ không phải là mình suy nghĩ ra nha mọi người, tại mình cũng tham khảo á. Thì khi nào mà mình lướt ở trên những kênh khác mình thấy những bài nào lạ giọng dị hay gì đó thì mình sẽ để cái tiêu đề đó là siêu dị hay gì đó thì mọi người để nha. Nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nha mọi người. Đây. Đây, bắt con nào đây, bắt con nào. Gậy hả? Lấy gậy đi. Lấy gậy đi. Đúng rồi, đừng lấy gậy của tôi. Đó, bị cua, ôm cua, ôm cua, ôm cua. Cái con quái burro này của mình nó to, mình nhìn nó hầm hố ra luôn á. Đang chuỗi thắng hình như thứ 10 rồi. Đúng rồi, thứ 10 rồi. Nhìn nó to mà nó dị dợm ghê luôn á. Đó. Ok, dứt lên quậy luôn nha mọi người. Bỏ Nautilus vô. Đẹp. Hợp lý, bây giờ ở này á level 7 mình sẽ kiếm Nautilus 3 rồi tích vàng cho lên cấp 8, bỏ con Chichapit vào. Rồi thì bây giờ một á mình sẽ bỏ cho cây diệt, hai là mình sẽ bỏ cây huyết cây kiếm súng hết test cho con Taliya nha. Kiếm súng thì nó sẽ hồi máu cho con hàng trên, mấy con hàng trên đó. Đó. Mút. Ghê thiệt. Ổng chơi bài cung bài hư không mà ổng có luôn cái gì tử thần quên rồi. Thập tử nhất sinh nè. Lấy luôn thập tử nhất sinh. Rồi. Ba con Nautilus nữa thôi, ba con Nautilus nữa thôi. Đó thì mình đang cần giác vàng nha mọi người. Mọi người đánh cái phong bài mà cặp đôi hoàn cảnh này á phải giác vàng nha, tại vì thật sự là mình chỉ có đánh 4 hay 5 con thôi. 4 con thôi, 5 con lên level 9 lận thì cần phải giác vàng nó. Đánh cặp đôi mà. Nó chỉ cần hai dũng sĩ, hai pháp sư gia chú này là khỏe lắm rồi. Ai già, ai già, ai già. Không có cây, không có cây váy để bỏ cho con Seth luôn. Đây. Rồi. Lời thề hộ vệ. Đẹp. Kiếm Nautilus. Ê chà. Con GF nó lại lên trước ta. Ồ. Bằng thấy chưa. Ui. Con phiêu ra mà một phát còn 1/3 cây máu. Quá dữ. Có cái diệt vô là con Taliya nó ném trúng hẳn liền. Chuỗi tháng thứ 13 rồi nha mọi người. Hàng dưới mình tiễn đi cũng kha khá rồi á. Chỉ còn 6 người chơi thôi. Ông thập tự nhất sinh này khá là dữ nè. Nãy giờ
ông này mày, mình đang mong gặp ông sớm nè, gặp ông sớm thì mình đưa ông đi luôn chứ không tí nữa phong bài ông lên rồi cũng hơi khó đánh á. Bởi vì phong bài của ông khá là ghê đó, bắn tỉa có luôn con găng lăng luôn rồi. Ông đó nãy giờ ông không gặp mình một game nào á, nhưng gặp mình là ông đi rồi. Thật sự cái phong bài của mình không ngán ông đâu, chỉ sợ tí nữa thôi ông lên như là Afe 3 rồi con Stray 3 nó hay hứng hứng gì lên thêm con găng lăng đi ai biết được. Cho nên là mình cố gắng nó vẫn không gặp ổng được. Gặp thêm cái nhà chơi pháp sư đa chú cặp đôi hoàn cảnh giống mình luôn, nhưng mà ổng lên sai form rồi. Thật sự luôn, nếu như mà cặp đôi hoàn cảnh mà đánh thuần bốn pháp sư đa chú á nó yếu lắm. Nó thấy yếu chưa? Mặc dù con mực của ổng cũng đồ đẹp rồi đó. Không có huyết kiếm mà. Lấy găng lăng đi. Lấy găng lăng cho đỡ ổng lấy. Sao mà đỡ được? Đúng rồi, ông Bewitter mà ông lấy găng lăng, ông có đồ vô ai đánh với ông? Ok, mình dứt lên level 8 luôn nha mọi người. Tại vì đợi con Nautilus nó hơi lâu quá, thì tí nữa level 8 nó vẫn có 35% ra tướng 3 vàng mà. Swan 3 luôn dữ. Bài hư không này cũng giác vàng được 3 con rồi. Đó, ông này thấy chưa, găng lăng 2 rồi, 4 bánh tỉa, 4 bito, 4 saun, khá là mạnh á. Tí nữa mà mình gặp ông không biết win ông được hay không đây. Đó, trời ơi, một con một xíu máu thôi, con phiêu ra vừa lên một cái là còn xíu máu thôi, quá chuẩn nha phong bài. Ông này thua mình cả sàn luôn rồi. Đi rồi, ù xém đi luôn. Bây giờ cái phong bài mạnh ghê không? Nhờ có cặp đôi hoàn cảnh là nghĩ ngay đến phong bài này nha mọi người. Còn không là mọi người hãy chơi phong bài là Taric, Soraka, Ito, Neko kẹp chung với con Milio. Đó là cái phong bài nó cũng khá hợp lý luôn á. Gặp ổng hay sao á, biết giờ win được hay không nè. Quá dữ. Ôi gặp nè, thử coi nha. Ủa, Afe mang đồ ghê quá mọi người ơi. Bum. Ui nó ném kìa. Thêm con Hammer khá là ác luôn nha, nó thu nhỏ lại kìa. Ui thua 4 slot luôn chứ ít à. Cần à, thấy chưa, nãy ổng không gặp mình sớm nên mình tiện ông cút. Cái gì vậy ta, ra Nautilus luôn kìa. Biết kiếm giáp, hồi lấy giáp đi, lấy cái giáp nguyệt thần này cho con sen để cho nó gây ảnh hưởng tới tướng xung quanh nè. Kiếm một em nữa thôi, một em Nautilus nữa là xong nhiệm vụ rồi, đến up 9 luôn. Rồi bây giờ mình đâu có dùng vàng làm gì nữa đâu, mình bán hết là up 9 thôi. Nhưng mà không biết còn cơ hội hay không, tại vì ông top 2 ổng còn 22 máu thôi. Không gặp ổng hả? Rồi chắc ông tiễn ông kia đi rồi, ông tiễn ông thách đấu này đi rồi. Rồi nhà Bewitter này gặp mình khá là xui. Xong, bạn còn bao nhiêu máu đây? Bạn còn bao nhiêu máu? Trời ơi, còn 3 máu. Rồi ông kia tiễn ông 6 máu kia đi rồi. Hiện tại là round 6.2 rồi. Thì bây giờ vàng mình đâu có dùng làm gì đâu. Đỡ có khả năng up 9 thì mình bỏ thêm một bi quay tờ vô nữa thôi. Rồi mình nghĩ là mình đưa cái hàng tăng đối diện ông luôn. Đó, rồi mình đưa con Talia này qua bên này một tí, phù hợp là mình chơi với ổng được. Đó, không biết gặp ổng hay gặp bóng ta. Hình như gặp bóng. Đó, con win nè, thấy chưa? Con găng lăng lên rồi, đi rồi.
Đó, bây giờ chỉ còn mỗi Alpha thôi. Đi không? Đi không? Đi, thấy chưa? Mình sắp lại một tí là thịt ổng liền. Gặp bóng ổng rồi, không là ổng cút rồi. Ổng hơn nữa, ổng này hơn nữa. Đó. Đúng là không lên level 9 nữa. Nếu mà lên level 9 mình bỏ thêm một Beat Waiter nữa là ổng sao đánh. Ông này nổ 30 mấy điểm mà đỏ đó chứ. Ra đồ hình như thế này là đỏ rồi đó. Afe nằm trong góc kinh quá. Chưa đụng tới nó được. Thôi, không sao, nãy mình win game là chỉ cần mình sắp bài chuẩn này tí thôi là lệnh đụng được nè. Đó, rồi coi. Có gì mới lạ không? Đi Afe, đi con găng lăng cái, đi. Ồ, găng lăng đi hơi muộn ta. Afe ném đau ghê luôn á. Đi. Ôi, ném không kịp. Afe còn một xíu máu à. Không sao, mình còn rất nhiều cơ hội mà. Ổng win mình chắc 1-2 slot là phải 5 gián, 4-5 gián nữa mình mới gọt. Lúc ấy mình lên bà nó thêm level 9 rồi. Giờ ổng còn tài nguyên gì đâu, ổng đánh với mình. Rồi, đó. Nếu như này gỡ tầm 3 round nữa là mình lên level 9, 3 round, 4 round. Sau cái round kia nữa là 3 round lên. Sắp lại bàn tí. Ông giọng đưa găng lăng vô trong rồi hả? Đưa găng lăng vô trong rồi. Mình dời đội hình xuống xíu đi. Đúng không? Dời xuống xíu. Rồi. Để cho ông chào lên xíu. Ui, lấy đi nè. 1 em, 2 em, 3 em. Đi luôn, găng lăng đi nè. 4 em. Còn gì nữa bạn? Còn gì nữa mà khóc chứ sầu? Còn gì mà khóc chứ sầu? Thôi bye bye, cảm ơn mọi người nha. Chào biệt bạn này luôn. Rồi, anh em nhớ ủng hộ mình, đăng ký và một cái like, một subscribe nha. Bye bye.